Ok, ủa hẳn đi làm gì á? Chưa thấy cái mặt của hắn đâu ta. Bên đây ai cũng mệt mệt hết trơn. Khoai nó hà mua đó hả hả? Khoai nó ai mua ở sáng chị thấy hả? Ai mua khoai mà như vừa rồi ấy, chị thấy ngon ghê á. Khoai mềm mềm đó, vừa rồi bỏ vô nồi. Đấy là khoai nó ăn dễ ăn á, đỡ mắc cổ á. Mua nhiều nhiều để với là ăn cũng tốt cho đường ruột mình á. Mua ở bên kiệt tám hay gì vậy? Khoảng vừa thôi đúng không? Ừ. Tùy đâu. Con chỉ có một bà bị được cái mặt bán ngon mất mình chị mua được ngon. Và sáng đi vô thấy đã mua cái gì biết là mình thấy cái mặt bằng như là không có. Kiểu bà khóa hậu lưu ấm.
Bà Ly mà biểu bà đi lựa măng cục rồi ta nói hả dễ họ dễ chửi. Bà lựa từng quả. Bé chét đó. Ừ. Chùm bà kỹ lắm. Ta mà thấy đứa một bán hàng, ta bán hàng đứa một mà như thế tầm chửi. Không phải, bà kỹ á kìa. Mua vừa vừa là mưa, không có kỹ quá. Tội như ta. Lừa người sau không biết mua răng không. Trời ơi trời. Mình bóp bóp nhanh tay, mình cả bóp cả bóp á. Nó bóp lên rồi bỏ xuống, bóp lên rồi bỏ xuống. Ừ. Điều còn con Yến đâu rồi, nằm rồi hả? Con đau chắc đi nằm rồi. Mà thấy toàn mà đi. Đi tìm em hả? Em thì không tìm đi. Hả? Em thì thần thần nhắn tin đi hả? Ở nhau thì lo nhắn tin. Để gì lo tiếp cận với nhau. Lo tìm Vinh vui một tuổi thì lo chạy nhẹ cho nhau. Lỡ anh leo lên sân thượng anh thấy. Đang ra nói chuyện với mấy con bồ câu á. Bồ câu gửi thư cho anh yêu. Quay lại thời xưa. Vui, thời xưa hay họ đang ở huấn luyện chim. Hay ta. Mà kể đó tự nhiên nói là mới suy nghĩ sao mà không biết đường gửi tới chứ thì hả? Ừ. Cái ai bồ câu đưa thư đây cho mình cũng suy nghĩ tới rồi. Mà hồi xưa họ nói nữa mà không biết có hay không, chắc có chứ. Có mới có trong này, trong phim đồ đó chứ. Còn không có thì lấy gì. Cái này chắc là huấn luyện. Chắc cái nữ có vẻ nhiều. Kể ra hồi xưa chứ mình học quẹt cái gì hả? Thì thôi thôi mình cũng biết vì sao không đưa được. Nặng mụn mà chuyển hướng qua nó nhanh gì. Chị nó không mấy nói bồ câu đâu. Nó bồ câu trên nhà mình thôi. Giờ chị qua học lịch sử luôn. Thiệt đi xa quá. Mình đi